Hello anh em, chào anh em đã quay trở lại với phần mới nhất. Đấy, hôm nay thì anh em thấy là mới vào game. Thì hôm qua là tôi đã dọn đồ với cái mục đích là lên núi lửa sống anh em ạ. Thì tôi lên thẳng đỉnh núi luôn. Hôm trước là hay vớ vẩn với anh em bảo là sẽ qua rừng đỏ, nhưng mà nói phét đấy anh em ạ, hôm nay là tôi lên thẳng núi lửa luôn, lên đỉnh nhá. Lên đây chơi cho nó oai. Thì tôi canh cái đoạn mà bay gần lên đỉnh ha. Đấy, là tôi thoát ra. Hôm nay tôi vào tôi quay video là tôi cho anh em xem cái lần đầu tiên mà tôi lên đỉnh núi lửa. Ok, tôi nói thật với anh em là tôi chắc chắn những ai mà còn nhớ bản thân mình cái lúc mà lần đầu tiên chơi game này mà lên được cái đỉnh núi lửa lần đầu tiên á, là cái cảm giác nó khá là thú vị. Bởi vì đây là ngọn núi to nhất game mà. Chúng ta có con chim, chúng ta bay lên đỉnh núi, cảm giác nó khá là thú vị à. Nó kiểu nó vừa tò mò vừa thích thú à. Đấy, nhưng mà bên mobile thì núi lửa nó trông như là một cái núi đá anh em ạ, chứ nó có lửa đâu. Núi bên này là núi bịp. Thế được rồi, hôm nay nói vậy đủ rồi. Hôm nay lên đây làm nhà, nói là làm nhà cho sang, thật ra lên đây xây mỗi cái nền với lại cái bàn smithy. Ok. Mình sẽ tìm một cái chỗ để làm nhà. Thì mình sẽ không làm nhà trực tiếp ở đây, bởi vì nó có thể sẽ gây ra những cái lỗi như là nó không spam metal. Đấy, thì mình sẽ lên lên trên cái chỗ này cho nó cao đi, tìm hẳn cái chỗ cao nhất đi. Tại sao phải xây ở phía dưới? Đã lên thì lên hẳn đỉnh luôn. Thì nó đang buổi tối anh em, tôi chả nhìn thấy cái gì, khá là bực. Chả hiểu sao cái lúc quay thì nó lại tối. Phải chỗ này không? Hình như đây là nơi cao nhất rồi anh em ạ, có vẻ vậy. Thì tôi sẽ nhanh chóng đặt cái nền ra. Đấy, cho một cái giường ra đây ngủ. Công nhận là nếu mà sống ở trên này là nó không có nước uống anh em ạ. Vừa sau là phải xây một hệ thống nước để mà hóng nước mưa. Rồi, xin giới thiệu với anh em, đây là căn nhà của tôi. Đây là căn nhà tôi mới xây. Anh em thấy nhà tôi đẹp không? Này nhá, anh em thường có suy nghĩ là chơi ARK phần lớn là chơi xây nhà ô vuông, thì tôi nói cho anh em biết đây là nhà của tôi còn hơn cả nhà ô vuông nhá. Đây là nhà gọi là màn trời chiếu đất. Nhà này là bố của ô vuông luôn. Đây là nhà gọi là nhà hai mảnh à, hai cái mảnh foundation ghép lại với nhau. Thôi rồi, bây giờ thì tôi sẽ đây. Hôm trước là tôi mở hộp quà thì nó cho được cái găng. Thì cái găng này gọi là cũng được, dùng được. Nhưng mà cái găng này nó là đồ chitin thì tôi phải có cái bàn smithy để tôi chế tạo nó. Đấy, thì bây giờ chưa có cái bàn thì bây giờ mới làm này. Mà để làm được cái bàn thì phải làm cái lò. Cái lò nó sẽ nướng sắt và lấy sắt mới làm được cái bàn. Nói chung là rất lằng nhằng anh em ạ. Bây giờ lại đi farm. Rồi, để xem mình gọi là nhỉ. Đây nha, bây giờ tôi bỏ cái túi đồ này ở đây là nó sẽ tồn tại trong 2 phút à? Nhanh hư vậy. À không không anh em, bây giờ tôi sẽ dây quét. Đúng rồi, tôi sẽ dây quét cái con cano. Đây đây. Anh em biết tại sao không? Là cái lúc mà tôi đem đồ lên đây là con chim này nó bị nặng, nó chứa được có 150 cân thôi, nó bay rất là chậm anh em ạ. Bây giờ tôi đi farm là nó không có chỗ để mà đỡ đồ ấy. Con chim thì nó yếu, nó không chứa được nhiều đồ. Bây giờ tôi sẽ lại phải gọi con cano lên đây cho nó chứa đồ anh em ạ. Ai chà, tôi lười lắm anh em ạ. Đến tận ngày hôm nay tôi mới làm cái bàn Smithy. Đấy, lại thấy nó khát nước rồi. Để xem tình hình như nào rồi. À, sắp xong rồi. Anh em chịu khó đợi một tí nhá. Nói chung ở chân này thì thiếu hai thứ. Đó là nước. À, đây rồi. Thiếu hai thứ đó là nước là một nè, nhưng mà nước vừa sau là chúng ta có thể xây cái hóm nước mưa. Là nước thì tạm thiếu thôi chứ không phải là thiếu mãi. Thì tạm bỏ qua đi, thì chúng ta sẽ thiếu gỗ là chính rồi. Đấy, mỗi lần đi farm gỗ là phải bay xuống chân núi, nó rất là có được gọi là xa không anh em? Tôi nghĩ là cũng hơi xa đấy, cái núi này nó cao như vậy mà. Đây, thôi được rồi, cất đồ thôi. Trong cái lúc mà đi farm nhạt nhẽo như này thì anh em công nhận lúc nãy tôi nói đúng không? Lần đầu tiên nhá, tôi nói ở đây là nói anh em ấy, không phải nói tôi. Lần đầu tiên anh em chơi trò này mà anh em bay lên đỉnh núi lửa. Ôi, cái cảm giác nó kiểu nó thú vị. Đúng nghĩa luôn. Vừa tò mò vừa háo hức. Kiểu cái tâm lý là bay bay lên đỉnh núi xem có cái gì không. Cái lần đầu tiên tôi chơi bản này tôi bay lên đỉnh núi nhưng mà chả thấy lửa anh em ạ, chỉ thấy đá. Tôi buồn anh em ạ, bởi vì là nó không giống PC, tôi buồn vờ lờ luôn. Nhưng mà thôi,
tôi cái lúc mà lần đầu tiên bay lên thì nghĩ như vậy, không biết là anh em nghĩ như nào. Chắc tôi đoán anh em chắc cũng thế, kiểu bay lên núi lửa nhưng không thấy lửa anh em ạ. Tôi đoán anh em chắc cũng vậy chứ làm sao mà có suy nghĩ nào được nữa. Thôi tôi sẽ cố gắng đi uống nước trước nhỉ. Tôi nghĩ là tôi làm cái bàn rồi sau đó tôi làm thêm mấy cái bình nước nữa anh em ạ. Đúng, nói chung là nhiều cái thiếu lắm. Ra đây tôi làm miếng nước cái cho nó mát họng. Chặt cây luôn. Rồi. Tôi chả biết là thiếu bao nhiêu gỗ nhưng mà tôi cứ chặt đi. Khu này cũng gọi là khu ăn thịt đấy anh em ạ. Thật. Cái tầm này thì Spino kìa. Sợ anh em ạ, thật tôi sợ. Thật ra thì tính tôi ngoài đời cũng khá là nhát. Anh em biết là nhân vật tôi bây giờ nó đang không có cái gì ấy, kiểu như là không có mảnh giáp nào trên người, yếu xỉu á. Con nào ra nó vồ một cái thôi thì thôi chỉ có chết thôi chứ sống sao được. Nên là vừa chặt cây là cứ phải ngó nhìn xung quanh ấy, khá là căng thẳng. Rồi. Kìa. Tính ra là chân núi lửa là cái nơi an toàn nhất đấy anh em ạ. Thật. Trừ phi là anh em chết vì ngã thôi, chứ còn chân núi lửa là nơi an toàn nhất. Nó còn Ui dồi ôi bay lên. Bay núi. Hai con raptor. Nó lao ở đâu ra. Thôi. Hết hồ đấy anh em ạ. Tôi nghĩ với cái việc mà tôi vừa farm vừa nhìn xung quanh nó vẫn không đủ anh em ạ, vẫn có thể mất mạng như chơi. Hết cả hồn. Anh em biết là nhà bây giờ trên đỉnh núi lửa mà, bây giờ hồi sinh thì nó không có đường xuống, bởi vì núi lửa nó đâu phải là cái chỗ mà anh em thích lên thì lên, thích xuống là xuống đâu. Bây giờ mà chết là ếch ăn kilo. Level 5 mà thôi kệ đi. Khổ, tưởng level cao thì mình cố mình bắt anh em mình cũng đang cần con ăn kilo chưa có. Anh em biết là bây giờ núi lửa nó cao như này mà mỗi lần mình mà chết mà không có chim để bay lên bay xuống á, ôi ôi bớ tắc luôn ấy. Thì đó là cái giá ha. Thì tôi nói tiếp, vừa nãy tôi bảo là núi lửa là nơi an toàn nhất bởi vì đây là sự thật. Bởi vì ngay cả khi anh em chơi ở bên đảo ăn cỏ nhá, tôi nhớ ngày xưa tôi chơi ở bên đảo ăn cỏ thì có nhiều lần tôi lỡ tay tôi đấm vào chân con bờ đoàn to nó đánh tôi bay màu anh em ạ. Khổ. Chết mấy lần anh em ạ. Với lại có một lần là tôi thả cái con mo chóp. Có một lần tôi thả con mo chóp nó đi tự động farm á. Nhưng mà nó tự động farm cái kiểu gì mà nó cắn vào chân con Bronto, cái là con Bronto nó giết cả nhà luôn. Thì đó là những cái mà tôi đã từng trải qua. Nhiều lúc tôi thấy đảo ăn cỏ nó cũng không an toàn lắm. Bởi vì nhỡ may mà động vào mấy anh lớn như Bronto, mấy anh ấy đập cho nát nhà luôn. Với lại mấy anh Stego nữa. Với lại là nhiều khi là thú của mình đi xuống cái bờ biển á, nó đi xuống nước nhiều khi không để ý là bị mân cá mập nó cắn. Đảo ăn cỏ nó có rất là nhiều cá mập xung quanh anh em ạ, nhiều kinh khủng. Thôi rồi bây giờ thì tôi đem về đây được 300 gỗ cũng gọi là ổn, chả ít chả nhiều. Ta xem cái bàn này nó cần gì nè. 65 da. Rồi, có con này có da không? Có anh em, may quá, 136 da. Rồi ok, anh em thấy là đá thì không còn là vấn đề với cái đỉnh núi này vì đây là núi đá chứ không phải núi lửa. Này, xây nhà ở đây thì có vẻ như nó sẽ khá là rộng ấy, nhưng mà tôi không xây ở đây tại vì là xây ở đây nhiều khi nó lỗi, nó không spam lại metal là nó rất là phiền. Farm đá thì tôi đập luôn metal anh em, tại vì cái game này đập metal nó ra đá mà. Đây này, nó vừa ra metal vừa ra đá. Mua 1 tặng 2. Nói chung là tập này là một cái tập đi farm anh em ạ. Chơi lên hẳn núi lửa luôn nhỉ. Hôm trước lùa gà anh em bảo sang rừng đỏ. Thật, có mấy anh em tưởng thật chứ. Anh ơi đừng qua rừng đỏ, bên đó khó chơi lắm. Nguy hiểm lắm anh ơi. Thật. Lên hẳn tỉnh xã hội gì thật. Rồi, 100 metal. Ăn đỉnh xã hội tí thôi chứ còn tí nữa mà tôi làm xong mấy cái việc nhà là tôi lại đi hang, lại chui xuống đáy xã hội đấy anh em ạ. Thì tiết lộ với anh em cái hang tiếp theo mà tôi đi, nó là hang băng. Thì nó là hang băng cái game này nó có hai hang băng chân ti và hang băng ngoài vách đá anh em ạ.
thì cái hang băng ngoài vách đá là cái hang nó dễ đi hơn, và tôi sẽ đi cái hang đó trước. Hang Yeti thì đợt cuối game đi. Xem nào, bao nhiêu chưa đủ đá. Tham lâu quá anh em ạ. Bây giờ mà bắt một cái con mà kiểu như là đuôi để mà nó phát đá cho mình thì cũng khó. Nói chung là phải kiếm được cái bộ giáp đấy anh em ạ. Chứ còn chưa có giáp thì đi săn con này bắt con kia nó cũng khá là nguy hiểm ấy. Vừa nãy đi chặt cây còn suýt chết chứ đừng nói là gì là đi bắt thú. Đầu game bắt nạt được mấy con chike với lại raptor thôi, chứ còn cái tầm này mà không có giáp trên người mà đi đánh ở mấy cái khu vực như này nó khá nguy hiểm. Cái khu này nó cũng không còn là cái khu an toàn nữa anh em ạ. À thôi toang rồi, nó bị nặng rồi anh em ạ. Chắc là tôi sẽ phải chia làm hai đợt. Ôi cái túi đồ nó có 2 phút à. Tôi cắt cái này, sau đó tôi bay xuống tôi lấy cái kia. Nhanh không nó mất anh em, có 2 phút à. Hình như ngày xưa tôi còn từng xây nhà kính ở trên này hay sao ấy anh em ạ. Tôi nhớ hình như đúng cái chỗ này. Ngày xưa tôi từng xây nhà kính ở đây. Xây nhà kính trồng cây. Tôi nhớ anh em ạ. À, series này là tôi sẽ xây nhà kính nha. Xây nhà kính trên đỉnh núi lửa luôn. À. À để xem thiếu gì. À ok có cái lò rồi. Rồi ngon nghẻ luôn. Làm thêm hai cái foundation. Thêm một cái bóp để mà cho nó sáng vào ban đêm này. Xem cái bàn hiện tại thì mình thiếu sắt và một ít đá nữa là xong. Ok anh em ạ, có vẻ như là tôi đang có được cái lò đầu tiên rồi. Ngon nghẻ rồi. Đấy. Thật. Cứ như mọi khi là tầm này đang đi nhà thuyền rồi. Thật. Tôi là tôi có hai chiến thuật, không có nhiều ấy chứ. Nhưng mà căn bản mọi khi là hay chơi nhà thuyền. Có khi bây giờ còn đang lanh quanh ở bên cái khu đảo ăn cỏ hay là khu nào đấy. Thật. Bởi vì là chơi nhà thuyền là hay đi qua đảo ăn cỏ để mà farm sắt mà. Đấy. Chuyến này là tôi lên thẳng đỉnh núi, tôi xây lò trên này luôn. À xem. Vướng đấy nhở. Đây tôi sẽ lấy sắt ra và lấy gỗ. Lấy hết luôn. Cháy đi em. Tạm thời một cái thôi anh em ạ. Tôi sẽ lấy thêm metal. Ôi anh em thấy đã không, ngay phía dưới nhà mình là một đống sắt tháo hồ mà đập. Lười quá. Lười quá anh em ạ. Thật. Đi farm lười quá. Từng 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 từng. Chưa nhở. Thêm một tí nữa đi. À có khi con này nó. Ôi trời ơi 300 cân rồi. À vẫn bay được. Ố. À mình mới có 150 mà. Rồi. Ở sao mình nhìn nhầm thành 300 cân. Áo ma thật, mắt với chả mũi. Không biết là được 5 cái thỏi sắt chưa. 4 cái anh em ạ. Nhanh nào. À ơ nhà mình phải làm thêm cái ấy chứ, nó là cái gì, cái cối đá anh em ạ. Chưa làm nữa. Nhưng mà để làm cái bàn trước đi anh em. À, anh em thấy tôi ngầu không? Con cano này tôi bắt vừa chỉ để làm cái tủ chứa đồ. Vâng. Mặc dù là không ngang hàng với lại T-Rex nhưng mà cũng được coi là một loại khủng long bạo chúa. Cũng được coi là một dạng nguy hiểm trong họ hàng nhà ăn thịt. Nhưng mà tôi bắt anh vừa chỉ để chứa đồ thôi. Đó là sự thật. Ảo ma thật. Tôi bắt hắn vừa chỉ để mà chứa đồ thôi. Anh em đã chả để làm gì. Kinh mà. Thật bây giờ tôi đi farm thì tôi cũng chả dùng đến con này. Tôi cầm kiếm tôi chém luôn. Cần gì đến nó anh em ạ. Thôi cái bắp này để đâu xa xa tí cho nó. À để đây đi. Để đây cho nó sáng. Thôi cái này tối thì ấy. À bây giờ tôi rất là cần cái bàn chưa nhở. À đây. Xong cái bàn là làm ngay cối đá. Cái cối đá là cái quan trọng nhất nhỉ ở đây đấy anh em ạ. Bởi vì chúng ta sẽ chờ tạo cái sap powder.
Nó chính là cái bột cam đấy anh em ạ. Cái bột cam ở ở trong cái game này nó có thể dùng để làm cái nhiên liệu đốt lửa anh em ơi. Nó có thể cho trong lò hoặc là bếp để mà nướng thịt hoặc là nướng sắt. Thì mình đỡ phải đi xuống dưới chân núi mình chặt gỗ ấy anh em. Cái này nhiều anh em không biết đâu. Đặc biệt là mấy ông newbie là mấy ông không biết đâu. Ngày xưa tôi chỉ mấy ông cái này, cái là mấy ông ấy kiểu như là ngộ đạo ấy, kiểu được khai sáng ấy. Buồn cười. Ngày xưa chỉ cho mấy anh em lần đầu biết, mấy anh em comment kiểu lần đầu được khai sáng, buồn cười vậy. Mà lâu lắm rồi, cách đây mấy năm rồi. Hiện tại thì một cái lò, nhưng mà sau này tôi sẽ mở rộng quy mô lên 20 cái lò. Để mà tôi sẽ chế tạo ra những cái đồ. Trong này nó có mấy cái máy, nó cần đến mấy nghìn mét tổ anh em ạ. Sau này làm đạn súng với lại làm mấy cái đồ sắt nó tốn nhiều lắm. Tốn toàn mấy trăm mấy nghìn mét tổ ấy. Sau này là mở rộng ra tầm 20 cái lò. Ôi ôi. Và hiện tại là một cái à? Đấy, tương lai sẽ là 20 cái. Đủ chưa nhỉ? À đây đây. Chờ tạo luôn này. Tranh thủ đập tí metal nữa. Ừ, lại còn phải thêm cái bình nước. Bình nước này phải làm tầm 2-3 cái. À, chuẩn không anh em? Vừa đủ nha. Bây giờ tôi mà farm thêm đúng một cái nữa là cái con chim này nó bị nặng này. Đấy, à, tính hơn thần. À, được rồi, được xem nào. Đây chắc là một sự xúc phạm to lớn anh em ạ. Thật, cano chỉ để chứa đồ. Rồi. Đây, tôi sẽ đặt cái bàn ra. Khổ. Bao nhiêu công sức để làm ra nó, tôi sẽ để nó ngay đây thôi. Đỡ ngay ngắn cái cho nó ở trên này nó cũng không rộng lắm anh em, mà tôi đỡ ngay ngắn tí cho nó đẹp. Đây, cối đá thần thánh của chúng ta đây. Tôi sẽ đặt nó ngay đây thôi. Cái này thì tôi chưa học, thì anh em vào trong phần Enram tìm đến cái level 8 này. Nó là tôi đọc bừa anh em, tôi đọc là sắt powder. Cái bột cam này này, chả biết nó là cái gì nữa. Anh em học xong anh em vào cối đá là nó sẽ cần đá này, với lại cái phin này. Cái này là đá bình thường anh em ạ, chứ còn cái đá cam này tôi thấy Google dịch nó bảo là đây là đá lửa anh em ạ. Thì hai cái này thì crack thì nó sẽ ra cái bột cam. Anh em nào mà giống tôi nhá, anh em nào mà chơi theo tôi mà lên đây chơi ấy là tốn rất là nhiều gỗ. Gỗ thì nó tận dưới chân núi mà, chứ này làm gì có cây. Thì anh em thấy cái bột cam này nó rất là thần thánh nhá, bỏ vào đây. À là nướng thịt à. À kinh không? Cái này là cái này thì tôi nghĩ là nhiều anh em biết rồi, nhưng mà mấy ông newbie là không thể nào mà biết đến cái bột này đâu. Đúng không? Mấy ông mới chơi không thể nào nghĩ ra cái loại bột thần thánh này nó lại mạnh mẽ đến như vậy, công năng tạo lửa. Cái lò này vẫn cũng cháy được nhá. Cho cái bột này vào đây là cái lò này vẫn cháy được. Nhưng mà gỗ nó vẫn sẽ ngon hơn, bởi vì nó sẽ tạo ra cái than gỗ. Cái than gỗ này vừa sau chúng ta sẽ tạo ra được cái gunpowder, nó là cái thuốc súng. Thuốc súng để sau này làm súng anh em ạ, làm mấy cái viên đạn. Nhưng mà còn lâu anh em ạ, bây giờ cứ dùng cái bột cam này đi. Chặt gỗ thì sắp mặt mất. Đấy, chặt gỗ thì tốn nhiều lắm. Thôi rồi, bây giờ thì tôi làm cái găng tay nhỉ. Thôi rồi, bỏ đồ vào đây, khổ. Không có ấy, anh ấy buồn. Tăng nuôi nhỉ. Tăng máu đi. Thật, bắt anh ấy chứa đồ anh ấy buồn ấy. Thôi, cho vào đây. Ôi, thiếu da rồi anh em ạ. Nãy tôi dùng da để mà làm cái bàn, cái lò. Bây giờ nó tốn quá. Thôi, để tôi đi farm da. À, cái bình nước. Đúng. Khoan anh em ạ. Bắt buộc phải lưu game. Từ nãy giờ đang chơi một mạch cày sắp mặt. Bây giờ nhỡ may mà nó lỗi hay là nó văng game mất hết. Lưu lại ngay. Ờ, ngu gì. Lưu ngay lập tức. Rồi. Nói chung là hôm nay tôi chơi khá là vui vẻ anh em ạ, so với lại mấy hôm trước. Tại sao hôm nay vui thì hôm nay là dọn lên đây làm nhà anh em. Hôm trước chưa có nhà, chơi nó hơi linh tinh. Đấy, thuốc súng này, gunpowder. À, cái này vừa sau cần là cái này là máng ăn. Ồ, nó cần cái máy tính bay, đúng.
Clementine Bay thì bây giờ được rồi anh em ạ, tôi sẽ đi kiếm ra và kiếm Clementine Bay, giải quyết cả hai cái luôn. Rồi, con chim này bây giờ khá là quan trọng, bởi vì bây giờ không có chim là khỏi vờ nhà luôn anh em ạ. Không có chim là khỏi luôn. Thì Hải Ly thì nó có mấy cái tổ á, mình có thể qua cái tổ nó phá lấy cái Clementine Bay, lấy cái xi măng ấy. Nói chung là con game này mà nó mà Việt hóa sang tiếng Việt thì tôi nghĩ nó khá là hay. Con game này thì Việt hóa nó cũng có cần Việt hóa gì nhiều đâu anh em, nó chỉ cần Việt hóa cái giao diện với lại cái phần NRAM là chính à. Nó đâu có nhiều chữ đâu. Con game này nó không có cốt truyện. Nó có cốt truyện nhưng mà bên bản mobile cốt truyện nó có như không à. Hoặc là bỏ qua không cần Việt hóa cốt truyện. Chỉ cần Việt hóa cái phần giao diện này với lại cái phần NRAM ấy, chỉ thế thôi. Nó chỉ có một ít chữ như vậy, nhưng mà nếu mà họ Việt hóa được thì các bạn chơi là nó thích hẳn. Cái vấn đề này tôi từng nói nhiều lần nhưng mà có mấy anh em vào bênh, sợ thật, mấy anh em vào bênh kiểu giao diện tiếng Anh cũng đơn giản mà, à, kiểu vào bênh game ấy, nhưng mà thật anh em thích hay không thích cỡ anh em, nhưng mà lợi ích là có thật nhá. Anh em nên quan tâm đến lợi ích chứ đừng có mà thích với chả không thích. Đây tôi đang đến chỗ này để mà tìm Hải Ly. Hải Ly nó sống ở đây này. Thì nó cũng sẽ có mấy cái tổ. À đây có một cái này. Spino này level mấy? Chắc level level 20 thôi, kệ đi. Đây đây. 15 à. Tất nhiên là mình phá tổ của nó là nó đánh mình á. Cho nên là đều game. Đến ngay cả mình còn lưu game liên tục thì anh em chơi thì anh em cũng nên thế nhá. Anh em nào mà chơi mà không cần lưu thì tôi bái phục. Đấy, lưu game. Nhỡ may bị nó đập vào mặt thì thật. Cái game này không sợ ăn hành, chỉ sợ chúng ta chơi ngu thôi chứ còn chả sợ bị ăn hành. Bởi vì chúng ta có thể lưu game lại mà. Đấy. Cái game này không có sợ ăn hành anh em ạ. Cái game này tuy là nó hành mình khá là nhiều nhưng mà chúng ta không có sợ ăn hành. Chúng ta chỉ sợ chúng ta chơi ngu, chúng ta không lưu hay là gì gì đấy thôi. Tôi không có mặc giáp anh em ạ. Tôi nghĩ là nhanh nhá. Nhanh. Ui tiền nha, đâu đây. Ôi ôi. Ui ôi nặng quá. 600 gỗ anh em ạ. What the fuck. Kìa một đàn nó qua kìa. À. Ôi tôi bấm nhầm. Chết tôi rồi. Tôi bấm nhầm. What the fuck. Tôi bấm nhầm thật anh em ạ. Này. Bây giờ tiếc nhỉ. Anh em nhìn đi, 600 gỗ. Bây giờ bỏ thì phí nhưng lại không thể đem vào được vì nó quá nặng. 600 này là nặng 180 cân. Ai, phí quá, phí của giời. Bỏ đi 100 đi, vẫn nặng. Phí quá anh em ạ, à. Thật muốn đem vào nhưng mà không đem vào được. Thêm 100 nữa, rồi nhẹ rồi. Thôi ít nhất thì tôi cũng đem vào được 300. Nhà đang thiếu gỗ anh em ạ, à. Ở đây lại phải đi vứt bỏ. Ai, thôi được rồi. Xong xuôi rồi. Anh em đừng có giết Hải Ly nhá. Bởi vì là tất nhiên là anh em giết nó xong thì nó xuất hiện lại. Nhưng mà tốt nhất là không nên giết. Bởi vì nhiều khi nó không xuất hiện lại á. Thật pha vừa nãy tôi bấm nhầm thật. Mà trước đấy là tôi có nói câu là không sợ bị hành, chỉ sợ mình chơi ngáo ấy. Đúng cái pha vừa nãy là ngáo thật. Kiểu mình kiểu cái nút mở túi đồ và cái nút leo xuống cái con chim là nó cạnh nhau à. Nhiều khi bấm nó bấm nhầm một cái là thật toang. Ôi sỏi rồi. Thật anh em cứ làm tầm 10 cái bình nước thì thật nước tha hồ uống. Uống mãi chả hết luôn thật. Tôi vừa nãy tôi uống một cái đến bây giờ tôi vẫn chưa khát nước này. Thật ra vừa nãy lấy phá tổ Hải Ly là có uống nước rồi. Vào đây anh em. Ây à, hết cái sap powder vừa nãy tôi bỏ vào có một hai cái để cho anh em xem á, nhưng bây giờ nó vẫn đang cháy này. Kinh không? Cháy lâu không? Cái này cháy nó cũng khá là được lâu à. À để xem cái bình nước, bình nước làm chân người à. Thiếu cái pha lơ. Bình nước nó cũng là một trong những cái mà nó khi mà anh em chết là nó sẽ không mất đi. Hình như vậy đúng không? Hình như vậy, tôi không nhớ lắm nhưng mà hình như vậy. Cái game này chết không mất đồ nhưng mà mấy cái đồ như là thịt là nó vẫn mất, hay là cái X10 là vẫn mất. Cái bình nước hình như là không mất đúng không? Tôi không nhớ lắm nên là cũng đang khá là phân vân. Nhưng mà chắc là không mất.
Tôi sẽ làm khoảng 5-6 bình tha hồ mà chứa nước. Cái này là giải quyết, giải quyết một phát là toàn bộ vấn đề nước nôi luôn. Có lại làm tí mai tổ nhỉ. Thôi mình cứ tranh thủ đường như này đi. Tôi cứ đập được bao nhiêu thì đập, tranh thủ vừa đem được gỗ vừa sắt. Bây giờ cần nhiều lắm anh em ạ. Lên là cái thời đồ sắt nó tốn nhiều. Ôi Amber kìa, đập sắt nó có tỷ lệ ra Amber đấy, mà không ăn thua anh em ạ. Amber vừa sau anh em spam mấy cái hang ấy, nó cho được nhiều hơn đấy, có tỷ lệ ra hang độc với lại hang băng GT là nó. Ôi, cái pha lơ này nó hơi bị nặng ấy anh em ạ, khá là nặng ấy. Cái hang độc và hang băng hình như là nó cho tận 10 cái Amber, còn mấy cái hang còn lại nó cho có 5 cái, đúng không? Hai hang lớn nhất là hang băng Yeti và hang độc là 10, mấy cái hang còn lại là nó cho 5 cái. Vừa sau anh em spam hang, vừa kiếm đồ, vừa kiếm tài nguyên, vừa kiếm Amber, tha hồ mà ấy luôn. Tôi nhớ ra cái này anh em ạ, nhưng mà cũng hơi phiền. Có một cách khác kiếm sắt, đó là anh em đi cái hang băng ấy, hang băng bên vách đá ấy. Anh em đi cái hang đấy, anh em đặt cái giường, rồi sau đó anh em sẽ spam cái hang đấy lấy cái bàn hồi sinh. Cái bàn hồi sinh anh em có thể phá nó đi, và một lần phá sẽ được 200 metal. Nhưng mà nếu chơi kiểu đấy thì tôi sẽ phải vờ lại cái khu nhà cũ nằm ở bên trụ đỏ. Bất kỳ trụ nào anh em ạ, trụ đỏ hay là trụ xanh. Chơi kiểu đấy thì chúng ta có thể kiếm sắt. Chúng ta chỉ cần spam cái hang lấy cái bàn hồi sinh rồi phá nó ra lấy 200 sắt, và nó còn cho cả electric và một số cái tài nguyên khác. Cái này trước đây tôi đã từng chỉ cho anh em rồi, nhưng mà đợt này tôi quên anh em ạ, tôi lại lên núi lửa. Nhưng mà thật ra thì chơi kiểu đấy với kiểu này thì nó khác nhau mà. Chơi kiểu này thì có vẻ nó vui hơn đấy, tại vì chúng ta tự tay làm mọi thứ. Còn chơi kiểu kia là spam cái hang lấy sắt. Chơi kiểu đấy thì nó hơi công nghiệp, nó hơi chán anh em ạ. Thôi rồi anh em ạ, tôi vẫn sẽ tiếp tục chơi theo kiểu đó là farm tay, chứ không có chơi cái trò đấy. Mà nếu anh em chơi trò đấy thì anh em phải ở gần cái trụ cơ. Cái trụ Obelisk ấy, nó là trụ xanh với trụ đỏ ấy. Bởi vì là anh em phải ở gần đấy rồi anh em đổi artifact chứ, anh em mới lấy được cái bàn hồi sinh, mới phá lấy sắt. Tất nhiên là ở đây cũng được, nhưng mà cứ bây giờ chẳng nhẽ mình cứ phải đi bay qua bay lại để chuyển sắt, mà sắt thì nó rất là nặng. Mà chơi kiểu đấy gần như là chỉ có xây nhà ở gần cái trụ thôi. Thôi rồi anh em ạ, tính nào tính thì cứ làm cái không, sau này có khi tôi qua núi băng. Núi băng cũng cao mà, núi lửa cao hơn tí, núi băng cũng cao nhưng mà hiện tại chưa qua được anh em. Núi băng nó lạnh, chứ không tôi cũng qua bên đấy rồi đấy. Sau này qua núi băng anh em ạ. Đúng. Nhỉ, thế thì kế hoạch làm 20 cái lò chắc là bỏ đi anh em ơi. Sau này spam hang lấy bàn hồi sinh phá lấy sắt, xây 20 cái lò thì nghe nó nhà quê lắm. Rồi, tôi quên anh em ạ. Đợt trước tôi làm như vậy mà, tôi quên, tôi còn chỉ anh em cơ. Khổ. Mấy cái mà tôi chỉ anh em là toàn tôi tự nghĩ ra đây, chứ còn anh em biết tôi lười mà, tính tôi lười nên là tôi có bao giờ thèm coi hướng dẫn hay là coi người khác rồi vừa chỉ đâu. Toàn tự mò mò ra rồi chỉ anh em thôi. Để xem cái bình nước này. 7 cái luôn. Tính ra tập này cũng khá là dài rồi đấy anh em ạ. Nếu mà quay dài sợ nó hay bị lỗi. Chắc có lẽ là video này thì tôi sẽ tạm dừng ở đây anh em ạ. Hẹn gặp lại anh em trong video sau. Chúc anh em đã like và đăng ký có một ngày tốt lành. Hôm sau chơi tiếp anh em ạ. Hôm nay chơi dài quá rồi. 7 cái bình nước. Thôi đi ngủ.